À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả bác. Ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho tất cả bác cái bộ combo dây loa và dây tín hiệu của Talat Z2. Dòng này thì nó cũng là hàng đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi. Đấy, thì hôm nay thì em cập bến được trọn bộ cả dây loa và dây AV, còn rất là đẹp để phục vụ cho tất cả bác nhá. Đấy, thì về thông số kỹ thuật thì dây tín hiệu của nó thì nó sẽ có chiều dài là 1 mét nha các bác. Đấy, và nó đều là hàng nguyên bản bên em về. Đây, nó đều là dòng dây tín hiệu đây, các bác nhìn chưa? Đó, đây, đó, nó là dòng Talat Z2, các bác nhìn chưa? Hàng made in USA này. Dây này thì nó là dòng dây đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi và còn khá là đẹp. Đấy, bên em đấu giá và lựa chọn về những cái dòng dây như thế này để phục vụ cho tất cả các bác nha. Đấy, dây thì nó chỉ có chiều dài 1 mét, vào đà hàng nguyên bản 100%. Đấy, các bác nhìn chưa? Đầu rắc của nó đây. Đấy. Thì về tổng quan của cái thằng dây tín hiệu Talat này, các bác để ý này, trên đầu rắc của hãng của nó đều in chữ dập chìm nha. Tất cả đều là in chữ dập chìm Talat Z2. Đấy, hàng chính hãng 100% cho các bác chơi nha. Đấy, dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như trên đầu rắc như này này, để các bác chơi. Đấy, dây này thì nó đã qua sử dụng rồi. Đấy, đây các bác nhìn chưa? Đấy, thì cái này nó là vết em vừa về em chưa có vệ sinh nha. Thì cái này thì các bác cứ lau đi nó sạch thôi. Đấy, cái này thì thực ra lau đi là nó cũng khá là sạch rồi. Thì trước khi gửi cho tất cả các bác thì em sẽ lau và em vệ sinh cái cặp dây đi cho nó sẽ sạch sẽ hơn, để cho tất cả các bác có thể nhìn thấy thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn một chút nha. Đấy. Còn ngay từ bên ngoài thì thôi là các bác có thể thấy được đây. Đấy, đây, coi như là bên trong của nó này, tất cả đều là những giáp chống nhiễu một chiều của hãng nha. Những lớp giáp bạc như này, cực kỳ là chất lượng. Và riêng cái thằng Talat này nó cho một cái chất âm nó rất là ấm, mà các bác nghe thì rất là khó có những dòng dây nào đấy mà nghe cái tiếng nó ấm mà nó mềm mại, nghe tiếng nó cực kỳ là cứ về cái phần bát nha. Để nói về cái phần bát là tiếng nó rất là gọn, và các bác nghe các bác cảm giác cái tiếng ca sĩ này nó như đứng trước mặt tất cả các bác đang hát nha, cực kỳ là hay luôn đấy. Thì bản thân em đã test cái thằng Talat này, em test rất là nhiều rồi. Đấy, em test dây loa, dây tín hiệu thì em đều test rất là nhiều rồi, kể cả là Tannoy này, JB, Vocal hay là những dòng loa Atec. Đấy, thì bên em đều ghép những cái dòng sản phẩm này thì em đều ghép rồi, chất âm nó ra cực kỳ là hay, nó rất là dễ phối ghép nha các bác. Đấy, thì cái cặp dây tín hiệu như này đây, đấy thì bên em đang bán các bác và phân phối các bác một mức giá thì trước giờ rồi 6 triệu đồng cho một cặp dây tín hiệu này nha. Đấy, Talat Made in USA này. Đó, dây cực kỳ đẹp. Đấy, cặp này thì cũng khá là lâu rồi, thì ngày hôm nay bên em mới về lại được để phục vụ cho tất cả các bác đây. Rồi, kế đến thì hôm nay thì, em lại về thêm một cái cặp dây loa này. Đấy, dây loa thì còn tương đối là đẹp nha. Dây loa của nó thì nó có chiều dài là 2,5 mét một sợi. Và các bác để ý này, riêng hãng của thằng Talat này nha, về cái độ chống nhiễu của nó thì nó làm lên đến cái mức độ gần như là tuyệt đối rồi. Gần như là tuyệt đối nha. Riêng bản thân dây của nó này. Đấy. Các bác nhìn chưa? Bản thân dây của nó này. Đấy. Nó đã có những cái lớp chớp chống nhiễu như này rồi. Đấy, các bác nhìn chưa? Tất cả thân dây của nó đều có những cái lớp giáp chống nhiễu như này. Đấy. Và trên mỗi thân dây của nó đều có hai cục lọc nhiễu của hãng. Đấy. Nó đều có hai cục lọc nhiễu như này. Đấy. Mỗi đầu dây một sợi, một cục lọc nhiễu nha. Đấy, tức là một sợi như này là nó sẽ có hai đây, một sợi như này thì nó sẽ có hai cục lọc nhiễu như này. Đấy, tất cả đều là của Talat, bởi vì cái hãng này người ta chú trọng đến cái độ chống nhiễu, đến cái độ tiêu tán âm của nó gần như là tuyệt đối rồi. Và cái chất âm của những cái dòng dây như này thì rất là khó cái tầm dây nào, cái tầm tiền đấy mà có thể so sánh được về cái dây loa, về cái chất âm của thằng dây loa Talat này nha. Thì cái đầu rắc của thằng này thì đa số thì bên em về thì nó đều có, đợt này em về thì nó lại có càng cua đi kèm rồi. Đây, đầu rắc của nó đây, các bạn nhìn chưa? Đấy, đầu rắc của nó là đầu rắc Talat như thế này. Đó, các bạn nhìn chưa? Talat cực kỳ là chất lượng nha. Đấy, đầu rắc em về thì dòng này thì các bác có thể thay thế được những con càng cua như thế này. Đấy, ví dụ như dàn âm thanh nhà bác nào mà đang cắm rút được cả bắp chuối càng cua thì rất là nhiều bác cái thích sử dụng là càng cua, bởi vì cái độ siết nó sẽ chặt hơn so với bắp chuối. Thì đa số là các bác thích càng cua hơn. Đây, các bác nhìn nè. Đấy, càng cua của nó đây. Đấy, càng cua này. Rất là đẹp.
ở bên đó thì người ta rất là ít sản phẩm cảng cua, nên cái cảng cua nó rất là mới này các bạn nhìn này. Đấy, nó đẹp hơn là bắp chuối nha. Về cơ bản bắp chuối thì nó không được đẹp bằng cái rắc cảng cua này, bởi vì bên đó người ta cắm giúp cả bắp chuối nó tương đối là nhiều. Đấy. Thì hôm nay là ngày hôm nay thì bên em có về được cả dây loa và dây tín hiệu, thì bác nào đang có nhu cầu đấy có thể alo cho em. Thì cái cặp dây loa này thì giá vẫn là 12 triệu đồng cho một cặp dây loa nha. Đấy, đa số là các bác lấy dây loa và dây tín hiệu là nhiều. Ở bên em luôn luôn cố gắng về những cái dòng sản phẩm như này, tại vì đợt trước ấy em về được có 2 bộ thì em bán hết rất là lâu rồi, thì khách người ta lại hỏi. Đấy, hôm nay thì bên em lại về thêm được 1 bộ thôi. Đấy, dây loa thì bác nào đang có nhu cầu thì bác có thể alo cho em nhá. Đấy, thì lúc mà có hàng, lúc mà hết hàng thì rất là nhiều khách hỏi này. Đấy, thì hôm nay thì bên em lại về đây. Đấy, những bác nào mà đợt trước alo cho em mà nó chưa có hàng thì đợt này các bác alo cho em nha. Đấy, dây loa là 12 triệu, dây tín hiệu của nó là 6 triệu nha. Bác nào lấy trọn bộ thì em sẽ bớt cho tất cả bác một chút, là chỉ còn 17.200.000 thôi. Đấy. Rồi, thì sau cùng Huy Cường Audio cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Thì các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên Huy Cường Audio. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.